Chào mừng các bạn đến với chuyên mục dự đoán cùng thể thao văn hóa. Sau đây chúng ta cùng đến với trận đấu giữa Crystal Palace và Manchester City trong khuôn khổ vòng 34 giải Ngoại hạng Anh. Chủ nhà Man City gần như đã chạm một tay vào trước vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này khi đã tiếp tục giữ vững ngôi đầu trên bảng xếp hạng với 77 điểm, cách 10 điểm so với nhóm bám đuổi. Giải đấu đã gần đi đến những vòng cuối cùng và Man City đang gần như chắc suất vô địch. Không chỉ vậy, đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola vừa có chiến thắng đầy ấn tượng ngay trên sân của Paris Saint-Germain trong lượt đi vòng bán kết Champions League. Rõ ràng, với phong độ hiện tại, Man xanh không khó để đánh bại cả chủ nhà Crystal Palace tại vòng 34 giải ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Crystal Palace vẫn đang chỉ đứng ở nhóm cuối tại giải ngoại hạng Anh mùa này. Sau 32 vòng đấu, chỉ với 38 điểm trong tay, đoàn quân của huấn luyện viên Roy Hodgson đang đứng thứ 13. Mục tiêu của đội chủ nhà lúc này có lẽ chỉ là tìm kiếm lấy một điểm từ Man City nhằm giữ được vị trí an toàn. Dù đã ở giai đoạn cuối mùa giải, nhưng danh sách các cầu thủ phải làm bạn với dường bệnh của đội chủ nhà vẫn có sự xuất hiện của nhiều trụ cột, đặc biệt là hàng thủ Cahill, Sako, Ferguson và Tomkins là bốn cái tên chắc chắn không thể có mặt ở trận đấu tới. Bên kia sân, huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ thiếu đi sự phục vụ của John Stone khi trung vệ người Anh bị treo giò và Laporte được kỳ vọng sẽ là người thay thế. Ba cái tên đã không thi đấu ở trận thắng Paris Saint-Germain là Sterling, Ferran Torres và Jesus nhiều khả năng sẽ có mặt trong đội hình xuất phát của The Citizen. Thành tích đối đầu hiện vẫn đang tặng nghiêng về phía Man City với 3 thắng, 1 hòa và 1 thua trong 5 lần chạm trán gần nhất. Phong độ của Palace là không mấy ấn tượng khi đã thua 3 trên 5 trận gần nhất. Trong khi đó, Man City của Pep Guardiola thì hoàn toàn trái ngược khi đã thắng 4 trên 5 trận gần nhất đã đấu. Thưa quý vị, tỷ lệ kèo 90 phút của trận đấu này, Man City sẽ chấp Crystal Palace 1-1/2. Man City vẫn đang chiếm ngôi đầu bảng và đã hơn đội thứ thứ hai Man United tới 10 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 5 vòng. Với khoảng cách quá lớn đó, có thể nói trước vô địch mùa này sẽ rất khó thoát khỏi tay của thầy trò Pep Guardiola. Hơn thế, với phong độ đỉnh cao hiện tại, không lý do gì để người chơi không đặt niềm tin vào Man City. Thưa quý vị, tỷ lệ tài xỉu của trận đấu này là 2-3 phần tư. Manchester City vẫn luôn là đội bóng chơi toàn diện và cực kỳ năng nổ trên hàng công. Trong khi đó, đội chủ nhà lại thường xuyên cho thấy các lỗ hổng trong khâu phòng ngự. Do đó, người chơi có quyền đặt niềm tin vào một thế trận bùng nổ bàn thắng. Dự đoán của thể thao văn hóa, Manchester City sẽ giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.